Thưa quý vị và các bạn thân mến, clip trước mình đã nói về những ngày cuối cùng của Giê-xu. Và bây giờ là chương tiếp theo, là mình bỏ qua một chương, qua chương tiếp theo là thời đại của lý trí của cụ Trần Văn Kha. Không biết cụ Trần Văn Kha và cụ Bùi Kha có liên hệ như thế nào, nhưng mà ông cụ mất năm 1997, ông hướng thượng thọ 97 tuổi. Tiếp theo, thời đại của lý trí là một bài khảo cứu về thần học thực và đặc biệt trích dịch. Chú thích của người dịch là Thomas Paine, sinh ra đầu thế kỷ 18, ngày 29 tháng 1 năm 1737, ở một làng nhỏ thuộc Norfolk, England, thuộc nước Anh. Như những ý kiến của ông vẫn mới và vẫn hợp thời, ông có một nhận định và óc quan sát thật sâu sắc. Từ những tin tức trong Kinh Thánh, ông nhận định rằng khi Chúa Giê-xu bị bắt vì có người chỉ điểm, thì lẽ đương nhiên là Giê-xu đang đi lẩn trốn và không được nhiều người biết đến. Việc đi trốn cho thấy là Giê-xu không phải thần thánh như Kinh Thánh muốn bạo thế. Ông cũng nhận định rằng Chúa Giê-xu bị đày từ trời xuống. Vậy cái đau khổ nhất của Giê-xu là sống, chứ không phải là bị đóng đinh hay chết. Vì chết là trở về trời, quê hương vĩnh viễn của Giê-xu. Sau đây là lời ông. Ý nghĩa về sự lẩn trốn của Giê-xu không những không thích hợp với tiếng tâm thần thánh của Giê-xu, mà còn bao gồm trong đó có một cái gì khiếp nhược, sự đau khổ độc nhất và thực sự mà Giê-xu phải chịu chính là phải sống. Sự hiện hữu của Giê-xu trên thế gian là trường hợp bị lưu đày hay di chuyển từ trời. Và cái cách để trở lại với quê hương gốc là chết. Những chữ đậm và chữ lớn như mặc khải, kinh thánh vân vân là do chúng tôi thêm vào để cho dễ đọc, đỡ mỏi mắt. Các nhà thần học Kitô mà họ tự gọi là giáo hội Kitô dựng chuyện ngụ ngôn của họ, mà về phần vô ký, phi lý thì không có cái gì trong chuyện thần thoại của người xưa có thể vượt qua được. Trong nhiều năm qua, tôi có ý định phổ biến những ý nghĩ của tôi về tôn giáo, biết rõ những khó khăn của vấn đề, và do đó tôi đã dành lại cho tới khi tuổi đời cao hơn. Tôi dự định coi đó như là một cống hiến cuối cùng mà tôi dành cho tất cả những người đồng bào tôi ở mọi quốc gia. Và vào một thời điểm khi sự vô tư của động lực thúc đẩy tôi phải làm, không còn chấp nhận một câu hỏi của cả những người có thể không tán thành công việc đó. Hoàn cảnh mà bây giờ đã xảy ra ở bên Pháp với sự hủy bỏ toàn thể chế độ tu sĩ quốc gia, tất cả những cái gì liên quan tới sự ép buộc của tôn giáo và những điều lệ về niềm tin, không những đã thúc giục tôi mà còn làm cho công việc thuộc loại này vô cùng cần thiết. Nếu không thì không khí phá hoại toàn diện của mê tín của những chế độ quốc gia giả mạo. Thần học giả mạo chúng ta nhất định hướng đạo đức, nhân loại và thần học thật sự. Cũng như nhiều đồng nghiệp của tôi và những người dân ở Pháp đã nêu gương cho tôi với sự tình nguyện chấp nhận một đức tin cá nhân, tôi cũng xin tuyên bố với đức tin của tôi, và tôi làm việc này với tất cả sự thành thực và thẳng thắn mà tâm của con người đối diện với chính mình. Tôi tin vào một Thượng Đế và không nhiều hơn, và tôi hy vọng được hạnh phúc sau cuộc đời này. Tôi tin vào một sự bình đẳng của con người, và tôi tin rằng nhiệm vụ tôn giáo là đem lại công bằng, từ bi và cách cư xử để làm cho những đồng loại của chúng ta hạnh phúc. Nhưng để tránh bị coi rằng tôi tin nhiều thứ khác nữa ngoài những thứ đó, tôi sẽ cống trong tiến trình của công việc này tuyên bố những điều tôi không tin và những lý do vì sao tôi không tin. Tôi không tin tín điều được trao giảng bởi giáo hội Do Thái, Kitô, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ hay Tin Lành. Cũng không tin điều của bất cứ giáo hội nào mà tôi biết. Tâm tôi là giáo hội của tôi. Tất cả những tổ chức giáo hội quốc gia, dù là Do Thái, Kitô hay Thổ, đối với tôi không gì khác hơn là những chế tạo của con người.
được thiết lập để khủng bố và nô lệ con người, và để bảo vệ độc quyền, quyền hành và thủ lợi. Tôi không có ý định với lời tuyên bố này kết tội những người tin khác thế. Họ có quyền để tin theo ý họ, nhưng như tôi có quyền tin theo ý tôi. Nhưng điều cần thiết cho hạnh phúc của con người là trong thâm tâm họ thành thật với chính họ. Bất lương không có nghĩa là tin hay không tin, mà là tuyên bố rằng mình tin cái mà mình không tin. Ta không thể nào lường được những tội ác đạo đức. Nếu tôi không có thể nói thế mà sự dối trá tâm linh đã gây ra cho xã hội, khi một người đã đi tới cái độ hữu hóa và đánh đỉ sự trong trắng của tâm hồn, để công nhận vì lý do nghề nghiệp rằng mình tin vào điều mà mình không tin, thì người khác, người ấy đã sửa soạn để phạm bất cứ tội ác nào khác. Ông ta chọn nghề tu sĩ để kiếm lời và để chứng tỏ khả năng của mình trong nghề đó. Ông bắt đầu bằng lời thề giả dối. Chúng ta không thể nào tưởng tượng ra một cái gì tệ hại hơn cho đạo đức của việc làm ấy. Ngay sau khi tôi cho phổ biến bài luận ngắn kiến thức phổ thông ở bên Mỹ, tôi thấy có nhiều dữ kiện là một cuộc cách mạng trong chế độ chính phủ sẽ được nối tiếp bởi một cuộc cách mạng của chế độ tôn giáo. Sự liên hệ giả mạo giữa tôn giáo và chính phủ bất cứ xảy ra ở đâu, dù Do Thái, Kitô hay Thổ, đã cấm đoán hết sức hữu hiệu bằng tra tấn, hình phạt mọi sự thảo luận về những tín điều đã được thiết lập và những nguyên tắc đầu tiên của tôn giáo cho tới khi chế độ cai trị thay đổi, thì những vấn đề đó mới được đem ra thảo luận thẳng thắn và công khai trên thế giới. Nhưng mỗi khi việc này xảy ra thì một cuộc cách mạng tôn giáo sẽ xảy ra theo sau. Những bày đặt của con người và nghề tu sĩ sẽ bị phơi bày, và con người sẽ trở về với sự tin tưởng trong sáng, không pha trộn, không giả mạo, và một thượng đế và không nhiều hơn. Mỗi một giáo hội quốc gia hay tôn giáo đã tự thiết lập bằng cách mạo nhận một sứ mạng đặc biệt của thượng đế, được truyền cho một vài người. Người Do Thái thì có Môi-se, người Kitô có Giê-xu chết, những tông đồ và các thánh, và người Thổ có Mahomet, làm như là con đường để tới thượng đế không mở mang, không mở ra đồng đều cho tất cả mọi người. Mỗi một giáo hội có trưng ra một số sách mà họ gọi là mặc khải hay lời thượng đế. Người Do Thái bảo lời thượng đế được thượng đế trao cho Môi-se. Mặt đối mặt, người Kitô bảo lời thượng đế là do cảm ứng thần thánh, và người Thổ lời thượng đế kinh Koran do một thiên thần từ trời mang đến. Mỗi một giáo hội đều kết tội những giáo hội khác làm có niềm tin, và về phần tôi không tin tất cả mặc khải. Và để gắn liền những ý nghĩ đúng vào lời nói, tôi sẽ trước khi đi sâu vào vấn đề trình bày thêm một số nhận xét khác về chữ mặc khải. Mặc khải khi nói về tôn giáo có nghĩa là một cái gì truyền tức khắc từ thượng đế cho con người. Không ai chối bỏ hay nghi ngờ quyền năng của thượng đế để làm ra một sự trao truyền như thế nếu thượng đế muốn. Nhưng khi chấp nhận vì lợi ích của trường hợp rằng một cái gì đã mặc khải cho một người nào đó và không mặc khải cho một người nào khác, thì chỉ là sự mặc khải cho người đó mà thôi. Khi ông ta nói cho một người thứ hai, người thứ hai cho người thứ ba, người thứ ba cho người thứ tư và tiếp tục, thì không còn là mặc khải cho tất cả những người đó, chỉ là sự mặc khải cho người thứ nhất mà thôi, và là nghe nói cho những người khác, và dĩ nhiên họ không bắt buộc phải tin. Đó là một sự mâu thuẫn về danh từ và ý nghĩa khi gọi cái gì là mặc khải nếu nó tới tai qua trung gian, dù bằng lời hay bằng chữ viết. Mặc khải chỉ giới hạn cho việc trao truyền đầu tiên, sau đó chỉ còn là câu chuyện về một cái gì mà người đó nói là mặc khải cho ông ta. Và dù rằng ông ta thấy có bổn phận phải tin, nhưng tôi không có bổn phận cũng phải tin như thế, bởi vì đó không phải là mặc khải cho tôi, và tôi chỉ nghe ông ta nói là ông ta được mặc khải. Khi Môi-se nói với những người con của Israel
là đã nhận được hai danh sách những điều răn từ tay Thượng Đế, thì những đứa con Israel không có bổn phận phải tin Môi-se, bởi vì không có giới chức nào khác ngoài sự việc là Môi-se bảo với chúng thế. Và tôi cũng không thấy một giới chức nào khác ngoài việc một vài sứ gia bảo với tôi như thế. Những điều răn không mang trong đó một bằng chứng nội tại thần thánh nào. Những lời răn có những khái niệm tốt về luân lý mà bất cứ một luật gia có thẩm quyền hay một nhà lập pháp nào cũng có thể làm được, không cần tới sự can thiệp của siêu nhiên. Khi người ta bảo tôi kinh Koran được viết ở trên trời và do một thiên thần mang tới cho Mohammed, câu chuyện cũng gần giống như loại bằng chứng nghe nói là qua trung gian như chuyện trên. Tôi không nhìn thấy thiên thần và vì vậy tôi có quyền không tin. Cũng như khi người ta bảo với tôi một người đàn bà tên là Maria Đồng Trinh nói hay phổ biến rằng bà đã sinh ra một đứa con mà không ngủ với người đàn ông nào, và rằng ông chồng bị phản bội Joseph bảo rằng một thiên thần bảo ông ta thế, tôi có quyền tin hay không tin họ? Một trường hợp như thế đòi hỏi một bằng chứng hiển nhiên hơn là những lời xác nhận suông của họ. Nhưng chúng ta không có cả điều đó nữa, vì Joseph hay Mary không viết gì về vấn đề đó, mà chỉ do những người khác thuật lại rằng họ bảo thế chỉ là nghe nói với nghe nói. Và tôi không đặt niềm tin của tôi vào những bằng chứng như thế. Tuy nhiên, không có gì khó khăn để giải thích uy tín mà người ta đặt cho chuyện Giê-xu chết là con Thượng Đế. Giê-xu sinh ra khi chuyện thần thoại bộ lạc hãy còn thích hợp và tin tưởng trên thế giới, và chuyện thần thoại đó đã sửa soạn dân chúng cho niềm tin vào một câu chuyện như thế. Gần như hầu hết những nhân vật phi thường của thần thoại bộ lạc đều được tin là con gái của một số thần thánh. Đó không phải là điều mới lạ. Vào thời đó, khi tin rằng một người đã sinh ra một cách thần thánh, các vị thần thánh ngủ với đàn bà là một quan niệm thông thường. Thần Jupiter của họ, theo lời họ kể, đã ngủ với hàng trăm người đàn bà. Câu chuyện vì thế không có nội dung gì mới, lạ lùng hay bẩn thỉu. Đó là chuyện bình thường khi đó có ưu thế giữa những người Gentiles hay Mythologic thần thoại, và chỉ có những người đó tin mà thôi. Người Do Thái vẫn giữ nguyên niềm tin về một Thượng Đế và không nhiều hơn, và họ bác bỏ thần thoại bộ lạc, không bao giờ tin chuyện đó. Điều thích thú là quan sát xem cái thuyết gọi là giáo hội Kitô phát ra từ cái đuôi của thần thoại bộ lạc như thế nào. Một sự phối hợp trực tiếp đã xảy ra ngay từ đầu bằng cách làm cho người sáng lập nổi tiếng sinh ra một cách thần thánh. Thiên Chúa ba ngôi tiếp theo sau không có gì khác hơn là giảm thiểu con số thần thánh nhiều vào khoảng 20 cho tới 30 ngàn. Tượng Mary kế thừa tượng Diana Đồng Trinh ở Ephesus. Việc thần thánh hóa anh hùng thay đổi thành việc phong thánh. Những nhà thần thoại học có Thượng Đế cho mọi thứ. Những nhà thần học Kitô có thánh cho mọi thứ. Nhà thờ chặt ních với những thằng này. Cũng như đền Pantheon chặt ních những thằng khác, và La Mã là địa điểm của cả hai. Lý thuyết Kitô không khác gì hơn là việc thờ ảnh tượng của các những nhà thần thoại cổ được điều chỉnh cho mục đích quyền hành và lợi tức, và phần còn lại là bổn phận của lý trí và triết học để loại bỏ sự gian lận mờ ám. Không một điều gì nói ở đây có thể áp dụng dù với một bất kính nhỏ nhoi xa xôi nào cho tính tình thực của Giê-xu chết. Giê-xu là một nhà đạo đức và đáng yêu. Đạo đức mà Giê-xu rao giảng và thực hành là một loại dễ thương nhất. Và dù rằng những quan niệm đạo đức giống như thế đã được rao giảng bởi Khổng Tử và một vài triết gia Hy Lạp nhiều năm trước đó, và từ đó bởi những người qua khơ là những và bởi nhiều người tốt của tất cả mọi thời đại, nhưng không có gì vượt qua Giê-xu.
Giê-xu chết không viết gì về chính Giê-xu, sự ra đời, cha mẹ hay cái gì khác. Không một dòng chữ nào của cái gọi là Tân Ước do Giê-xu viết ra. Lịch sử của Giê-xu tất cả đều là công việc của người khác. Và chuyện sống lại lên đời của Giê-xu chỉ là phần phụ họa cần thiết cho câu chuyện Giáng sinh của Giê-xu. Những sử gia của Giê-xu đã đem Giê-xu vào thế giới bằng một đường lối siêu nhiên, bắt buộc phải đem Giê-xu ra bằng một đường lối tương tự. Nếu không thì phần đầu của câu chuyện rơi xuống đất. Sự sắp đặt là xấu xa cho đoạn chót của câu chuyện vượt qua mọi thứ trước đó. Phần đầu, sự thụ thai đồng trinh không phải là một việc được công khai xác nhận. Và vì thế những người kể chuyện có cái ưu thế là tuy họ không được tin tưởng nhưng họ cũng không bị khám phá ra. Họ không chờ đợi phải chứng minh, bởi vì đó là một trong những việc không chấp nhận chứng minh, và chính người trong chuyện cũng không thể chứng minh. Sự thật sống lại của một người chết từ trong mộ và bay lên trong không gian là một chuyện khác với sự thụ thai ở trong bụng. Không ai nhìn thấy, cần phải có chứng minh. Sự sống lại và lên trời giả thuyết rằng đã xảy ra như sự bay lên của một quả bóng hay như mặt trời lúc giữa trưa, thì ít ra tất cả những người ở Jerusalem phải trông thấy và xác nhận. Một việc đòi hỏi tất cả mọi người phải tin, đòi hỏi rằng bằng chứng và sự hiển nhiên phải đồng đều cho tất cả mọi người và phổ quát. Vì sự công khai nhìn thấy trong đoạn chót của câu chuyện là bằng chứng độc nhất để chứng minh cho đoạn trên tất cả câu chuyện rơi xuống đất. Vì bằng chứng ấy không bao giờ đưa ra, thay vào đó một số ít người không quá 8 hay 9 được giới thiệu như là trung gian cho toàn thể thế giới để nói rằng họ trông thấy, và tất cả thế giới còn lại phải tin như thế. Nhưng hình như Thomas không tin vào sự sống lại, và như họ nói, Thomas không tin nếu không chính mắt nhìn thấy hay sờ mỏ được. Tôi cũng vậy, tôi không tin, và lập luận ấy cũng tốt cho tôi và cho mọi người như với Thomas. Thật là vô ích nếu tìm cách làm nhẹ bớt hay che giấu vấn đề này. Câu chuyện riêng về phần siêu nhiên có đầy đủ dấu hiệu của lừa gạt, và lừa gạt đóng dấu ngay trên mặt nó. Ai là những tác giả của câu chuyện chúng ta không thể biết. Chúng ta cũng không chắc chắn những sách kể chuyện đó được viết bởi những người có tên in ở đó. Bằng chứng sống động tốt nhất mà chúng ta có bây giờ liên quan tới việc đó là người Do Thái. Họ là dòng dõi chính của những người sống trong thời đại mà sự sống lại và lên trời được nói là đã xảy ra. Và họ bảo điều ấy không thật. Đã từ lâu tôi nhận thấy một sự bất thường lạ lùng là lấy người Do Thái để làm bằng chứng cho sự thật của câu chuyện. Như thế thì chẳng khác gì câu chuyện của một người dẫn chứng bằng cách nói tôi sẽ chứng minh điều tôi nói là thật bằng cách viện dẫn những lời người nói đó là sai. Rằng một người như Giê-xu có thật và Giê-xu đã bị đóng đinh, đó là cách xử tội của thời đó, là những liên quan lịch sử hoàn toàn trong giới hạn của của tính cái nhiên. Giê-xu đã thuyết giảng đạo đức cao siêu và sự bình đẳng của mọi người, nhưng Giê-xu cũng thuyết giảng chống lại sự tham nhũng và hạ tiện của các tu sĩ Do Thái. Và điều này làm cho toàn thể giới tu sĩ gắt bỏ và báo thù. Lời buộc tội mà những tu sĩ đó gán cho Giê-xu là xúi dục nổi loạn và âm mưu chống chính phủ La Mã. Mà Do Thái là thuộc địa và chư hầu, và cũng không thể không nghĩ rằng chính phủ La Mã có thể có một vài lo ngại về ảnh hưởng của học thuyết Giê-xu giống như các tu sĩ Do Thái. Cũng có thể rằng Giê-xu đã nghĩ tới việc giải phóng nước Do Thái khỏi sự ràng buộc của người La Mã. Giữa hai điều đó, nhà cải cách đạo đức và cách mạng mất mạng sống, dựa vào những sự việc được kể lại rõ ràng cùng với một trường hợp khác mà tôi sẽ nói tới, các nhà thần thoại Kitô mà họ tự gọi là giáo hội Kitô dẫn chuyện ngu ngụ ngôn của họ, mà về phần vô lý phi lý thì không có cái gì trong chuyện thần thoại của người xưa có thể vượt qua được. Những nhà thần thoại cổ nói với chúng ta là giống người Gan đánh nhau với Jupiter
là một trong những người đó ném một lần 100 hòn đá vào Jupiter, rằng Jupiter đánh bại người đó bằng sấm và sau đó đem nhốt vào dưới núi Etna. Và mỗi lần người ghen cửa mình, núi Etna phun ra lửa. Ở đây ta có thể dễ dàng nhận rằng trường hợp của núi đó là núi lửa gợi ý cho câu chuyện ngụ ngôn. Và câu chuyện ngụ ngôn được chế ra cho phù hợp và lồng vào hoàn cảnh đó. Những nhà thần thoại Kitô nói với chúng ta rằng Satan của họ đánh nhau với Thượng Đế, bị Thượng Đế đánh cho thua, rồi sau đó đem giam không phải dưới núi nhưng trong một cái hầm. Ở đây ta sẽ dễ dàng nhận thấy chuyện ngụ ngôn thứ nhất gợi ý ra chuyện thứ hai. Nhưng chuyện sau đó nhiệm vụ đưa vấn đề đi xa hơn. Họ đã tìm cách nói cái phần hoang đường về chuyện Giê-xu với chuyện ngụ ngôn có gốc từ núi Etna. Và để làm cho mọi phần của câu chuyện trở thành chặt chẽ, họ đã cầu cứu tới những truyền thống cho Thái. Bởi vì chuyện thần thoại Kitô được hình thành một phần bởi chuyện thần thoại cổ và một phần bởi những truyền thống cho Thái, các nhà thần thoại Kitô sau khi nhốt Satan vào một cái hầm bắt buộc lại phải thả Satan ra để cho câu chuyện tiếp tục. Satan được đem vào vườn địa đàng dưới hình thức một con rắn, và dưới hình con rắn, Satan nói chuyện thân mật với Eva và bà Adam không thấy lấy làm ngạc nhiên vì nghe rắn nói, và kết quả của cuộc đối đầu ấy là con rắn thuyết phục được cho Eva ăn trái táo. Và việc ăn trái táo đó gây ra tội cho tất cả loài người. Sau khi cho Satan chiến thắng toàn thể mọi loài, người ta giả thuyết rằng những nhà thần thoại của giáo hội sẽ khôn ngoan đem Satan nhốt lại trong cái hầm. Hay nếu không làm thế, họ sẽ có thể đem cái núi úp lên Satan, bởi vì họ có bảo lòng tin của họ có thể di chuyển núi. Hay nhốt mà dưới núi như những nhà thần thoại cổ đã làm, để cho Satan không có dịp tại gần đàn bà và gây ra thêm tác hại. Nhưng thay vì thế, họ để cho Satan tự do, cũng không bắt buộc Satan phải cam kết. Cái bí mật là họ không thể không cần tới Satan. Và sau khi đã khó khăn tạo ra Satan, họ hối lộ Satan để Satan tồn tại. Họ hứa với Satan tất cả dân Do Thái, dữ liệu tất cả dân thổ 9/10 thế giới, và đem luôn Mahomet vào chuyện mặc cả. Sau chuyện này thì ai còn có thể nghi ngờ sự khoan hồng của chuyện thần thoại Kitô? Sau khi gây loạn và đánh nhau trên trời mà trong trận đó không một chiến sĩ nào chết hay bị thương, nhốt Satan vào trong hầm, lại thả Satan ra cho Satan chiến thắng toàn thể mọi loài, kết tội toàn thể loài người chỉ vì ăn một trái táo, những nhà thần thoại Kitô đem hai đầu câu chuyện ngụ ngôn nhập vào nhau. Họ mô tả người đạo đức và khả ái Giê-xu chết trong cùng một lúc, vừa là Thượng Đế vừa là người, và cũng là con của Thượng Đế sinh ra từ trời với mục đích hy sinh, bởi vì họ bảo rằng Eva chỉ vì thèm khát đã ăn trái táo, bỏ ra ngoài tất cả những cái gì có thể làm cho ta bật cười vì vô lý, hay ghét bỏ vì ô uế, vì chỉ giới hạn vào việc nghiên cứu những phần còn lại, thì không ai có thể nghĩ ra một câu chuyện nào làm mất phẩm cách hơn nữa của đấng toàn năng, không phù hợp hơn nữa với sự thông thái của Ngài, trái ngược hơn nữa với quyền năng của Ngài, với mục đích xây dựng một căn bản để từ đó dựng nên câu chuyện. Những người sáng tạo bị đặt dưới nhu cầu phải cung cấp cho cái mà họ gọi là Satan một quyền năng cũng lớn bằng, nếu không phải lớn hơn, quyền năng mà họ gán cho đấng toàn năng. Không những họ cho Satan cái quyền từ giải thoát khỏi hầm sau khi đã làm cho Satan thua trận, mà sau đó họ còn làm gia tăng quyền năng đó tới vô tận. Trước khi bị sa hầm, họ mô tả Satan như là một thiên thần với sự sống hạn chế. Như họ đã mô tả phần còn lại sau khi bị sa hầm, Satan trở thành theo như câu chuyện của họ, hiện diện ở khắp mọi nơi, chỗ nào Satan cũng có mặt. Và trong cùng một lúc, Satan chiếm đoạt toàn thể không gian mênh mông. Điệp quá. Chưa thỏa mãn với sự thần thánh hóa của Satan,
Họ mô tả Satan như là đánh bại bằng mưu kế dưới hình thức một con vật của loài sáng tạo. Tất cả quyền năng và sự khôn ngoan của đấng toàn năng, họ mô tả Satan như là ép buộc đấng toàn năng vì nhu cầu trực tiếp hoặc là trao toàn thể loài sáng tạo cho sự cai trị và chủ quyền của Satan, hoặc là đầu hàng để chuộc tội bằng cách xuống thế gian và biểu lộ chính Ngài trên thập tự giá dưới hình người. Nếu những người chế tạo ra câu chuyện đặt ngược lại vấn đề, nghĩa là họ mô tả đấng toàn năng ép buộc Satan phải biểu lộ chính hắn ra trên thập tự giá dưới hình con rắn như là để trừng phạt sự vi phạm mới, thì câu chuyện ít vô lý hơn, ít mâu thuẫn hơn. Nhưng thay vì thế, họ mô tả kẻ phạm pháp thắng và đấng toàn năng thua. Rằng nhiều người tốt đã tin câu chuyện ngụ ngôn lạ lùng ấy và sống một cuộc đời lành mạnh với niềm tin ấy, bởi vì dễ tin không phải là tội ác, là điều mà tôi không nghi ngờ. Trước hết, họ được giáo dục để tin như thế và họ cũng sẽ tin bất cứ điều gì y như thế. Cũng có nhiều người quá vui mừng, thích thú bởi cái mà họ coi là lòng lành vô cùng của Thượng Đế đối với con người. Bằng cách hy sinh chính Ngài, cho nên sức mãnh liệt của quan niệm ấy đã ngăn cản và làm cho họ sợ hãi, không dám tìm hiểu sự vô lý và bẩn thỉu của câu chuyện. Một việc gì càng không bình thường càng có thể trở thành mục tiêu của một sự thán phục ghê gớm. Nhưng nếu mục tiêu để biết ơn và thán phục là mong muốn của chúng ta, thì những mục tiêu đó không xảy ra từng giờ trước mắt chúng ta hay sao? Chúng ta không thấy một sự sáng tạo đẹp đẽ của sứ soạn để đón nhận chúng ta ngay từ lúc chào đời. Một thế giới cung cấp đầy đủ cho chúng ta, không gây tốn kém gì cho chúng ta. Có phải vì chúng ta mà mặt trời soi sáng, mà mưa rơi và trái đất phì nhiêu? Dù khi ngủ hay thức, cái máy vĩ đại của vũ trụ vẫn sinh hoạt. Tất cả những thứ đó và những điều tốt đẹp mà cái máy đó hứa hẹn trong tương lai không là gì với chúng ta hay sao? Phải chăng những cảm giác thô kệch của chúng ta không xúc động được trước những cái gì khác ngoài những tấn thảm kịch và tự tử, hay sự kiêu hãnh tối tăm của con người trở thành cố chấp nên không có gì làm cho nó thích thú hơn là sự hy sinh của đấng tạo hóa? Tôi biết rằng sự nghiên cứu ngay thẳng này sẽ làm cho nhiều người hoảng sợ, nhưng đó là cái giá quá đắt phải trả cho sự dễ tin của họ. Nếu ta không làm gì, thời điểm và vấn đề đòi hỏi chúng ta phải làm công việc đó. Sự nghi ngờ cho rằng lý thuyết của cái gọi là giáo hội Kitô là hoang đường đã mở rộng ra trên mọi nước, và thật là một niềm an ủi cho những người đang chập chững đi dưới sự nghi ngờ đó. Và nghi ngờ cái gì nên tin và cái gì không nên tin, nhận thấy rằng vấn đề được tự do cứu xét. Vì vậy tôi chuyển sang cứu xét những sách gọi là Cựu Ước và Tân Ước. Kinh Thánh, những sách đó bắt đầu với Genesis và tận cùng bằng Revelation. Sách này ngẫu nhiên là một sách khó hiểu, đòi hỏi phải được mặc khải để giải thích, và lời Thượng Đế người ta bảo thế. Vì vậy nhu cầu đòi hỏi chúng ta phải biết ai bảo chúng ta như thế, để chúng ta có thể biết và nên tin câu chuyện đó tới mức nào. Trả lời cho câu hỏi này là không ai có thể biết, ngoại trừ cái việc là chúng ta nói với nhau như thế. Trường hợp này có vẻ theo như lịch sử được kể như sau. Khi những nhà thần thoại giáo hội thiết lập hệ thống của họ, họ đi đăng thông nhà thập tất cả những bản văn mà họ có thể kiếm được và tùy nghi sắp xếp. Chúng ta hoàn toàn không biết chắc rằng những kinh sách mà bây giờ xuất hiện dưới cái tên Cựu Ước và Tân Ước có còn giữ nguyên tình trạng như khi những người đi thâu thập nói là họ tìm ra, hay là họ đã ghi thêm, sửa đổi, cắt xén, tô điểm thêm. Có thể là như thế, họ quyết định bằng phiếu bầu những sách nào là lời Thượng Đế và sách nào không trong số những sách mà họ làm ra. Với những tài liệu mà họ kiếm được, họ loại bỏ rất nhiều. Họ bỏ phiếu loại những sách cho là nghi ngờ, ví dụ như những sách gọi là Apocrypha, là những sách nào được gọi là đa số phiếu thì được bầu là lời Thượng Đế
nếu họ bỏ phiếu khác đi tất cả những dân. Từ khi đó gọi được là Kitô, khi đã tin khác đi, bởi vì đức tin của người này là do phiếu bầu của người kia. Ai là những người đã làm tất cả công việc này? Chúng ta không biết tí gì. Họ gọi họ bằng một cái tên chung giáo hội, và đó là tất cả những điều mà chúng ta biết về vấn đề đó. Vì chúng ta không có bằng chứng nào ở bên ngoài hay thẩm quyền để tin những giáo, những sách đó là lời Thượng Đế. Ngoài những điều mà tôi đã kể ra, những điều ấy không phải là bằng chứng hay thẩm quyền gì cả. Tôi sẽ tiến tới trong giai đoạn kế tiếp việc nghiên cứu bằng chứng nội tại ngay trong chính những sách đó. Trong phần trước của bản luận văn này, tôi đã nói đến mặc khải. Bây giờ tôi xin tiếp tục đi xa hơn về vấn đề đó trong một đích đáp áp dụng nó trong những sách đã kể trên. Mặc khải là sự trao truyền một cái gì mà người được mặc khải cái đó trước đây không biết. Bởi vì nếu tôi đã làm một việc hay nhìn thấy nó được làm ra thì không cần đến mặc khải để bảo cho tôi biết là tôi đã làm việc ấy hay trông thấy hay giúp cho tôi nói về nó hay viết về nó. Mặc khải vì vậy không thể áp dụng cho bất cứ cái gì xảy ra trên trái đất, mà ở đó con người chính là diễn viên và khán giả. Người đương nhiên tất cả phần lịch sử hay chuyện ngắn của Kinh Thánh, mà Kinh Thánh hầu hết gồm có thể không ở trong cái nghĩa hay lĩnh vực của chữ mặc khải, và vì vậy không phải là lời Thượng Đế. Khi Samson chạy trốn với cánh cửa Gaza, nếu ông ta có làm như thế, và dù ông ta làm hay không làm cũng không ăn nhầm gì với chúng ta. Hay khi ông đến thăm cô Danila, hay đi bắt cáo hay làm cái gì khác, thì mặc khải có dính dáng gì tới những việc đó? Nếu những việc đó là sự thật thì chính Samson có thể nói ra, hay người thư ký của ông ta, nếu ông ta có thư ký, có thể viết ra nếu những chuyện đó đáng được kể hay viết ra, và nếu những chuyện đó là giả tưởng. Mặc khải không thể làm cho những chuyện đó trở thành thật. Và những chuyện đó thật hay không, chúng ta không phải là những người giỏi hơn, cũng không khôn ngoan hơn để có thể biết. Khi chúng ta chiêm ngưỡng sự bao la của Đấng Toàn Năng, Ngài đã điều khiển cai quản cái toàn thể không thể hiểu được, mà tầm mắt xa nhất của con người chỉ khám phá ra được có một phần. Chúng ta phải xấu hổ khi gọi những chuyện nhỏ mọn ấy là lời Thượng Đế. Về chuyện sáng tạo mà sách Genesis mở đầu, nó có đầy đủ cái vẻ đó là truyền thống của những người Do Thái trước khi họ đến Ai Cập. Và sau khi rời khỏi xứ đó, họ đặt lên trang đầu lịch sử của họ. Nhưng họ không nói như là rất có thể như thế, là họ không biết vì sao họ lại có truyền thống đó. Cái cách mà câu chuyện mở đầu chứng tỏ đó là theo truyền thống. Câu chuyện bắt đầu đột ngột, không có ai nói, không có ai nghe, cũng không có gửi cho ai. Câu chuyện không có người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba. Nó có đầy đủ yếu tố là một truyền thống, nó không có gì bảo đảm. Môi-se không tự mình nhận trách nhiệm giới thiệu bằng cái hình thức Môi-se vẫn dùng trong những trường hợp khác. Ví dụ như khi nói Chúa nói với Môi-se rằng, tại sao câu chuyện đó lại được gọi là câu chuyện Môi-se về sáng tạo? Tôi hoàn toàn không ý thức được Môi-se. Tôi tin thế là một người biết xét đoán rất tốt về những vấn đề đó để có thể để tên vào. Môi-se được giáo dục chung với người Ai Cập. Những người này rất giỏi về khoa học và đặc biệt về thiên văn. Nhưng bất cứ dân tộc nào ở thời của họ và thái độ im lặng và dè dặt của Môi-se đối với công việc nhận câu chuyện là một bằng chứng rất tốt nhất chứng minh rằng Môi-se không nói những không tin chuyện đó. Đó là trường hợp tất cả mọi quốc gia đều tạo ra thế giới, và những người Do Thái cũng có thẩm quyền để xếp đặt công việc tạo ra thế giới nhưng bất cứ phần nào còn lại. Và vì Môi-se không là Do Thái, ông ta có thể lựa chọn để không chống lại truyền thống. Tuy nhiên câu chuyện vô hại và như thế đã nói nhiều hơn những phần khác của Kinh Thánh. Cứ mỗi khi chúng ta đọc những chuyện khiêu dâm tục tiểu, những chuyện dâm đảng, những chuyện xử tử bằng tra tấn giả man, những chuyện trả thù liên miên chứa đầy trong quá nửa quyển Kinh Thánh, thì cũng muốn cho
Muốn cho đúng, ta nên gọi đó là việc làm của ma quỷ, chứ không phải là của Thượng Đế. Đó là những chuyện độc ác dùng để hủ hóa và ngu đần con người. Và về phần tôi thành thật ghét bỏ nó, cũng như tôi ghét bỏ tất cả những cái gì độc ác. Tân ước, đó là vấn đề kinh thánh. Bây giờ xin sang đến sách gọi là Tân ước. Tân ước nghĩa là ước mới, làm như là có hai ước của đấng sáng tạo. Nếu mục đích hay ý muốn của Giê-xu là thiết lập một tôn giáo mới, thì chắc chắn chính Giê-xu đã viết hay cung cấp tài liệu để được viết trong khi Giê-xu còn sống. Nhưng không có sách nào còn lại với cái tên chính thức của Giê-xu ở đó cả. Tất cả những sách gọi là Tân ước được viết sau khi Giê-xu qua đời. Giê-xu là dân Do Thái bởi nguồn gốc và nghề nghiệp, và Giê-xu là con của Thượng Đế cùng một cách như bất cứ người nào khác, bởi vì đấng tạo hóa là cha tất cả. Bốn sách đầu tiên gọi là Matthew, Mark, Luca và John không nói gì về lịch sử đời sống của Giê-xu chết, mà chỉ là những mẩu chuyện rời rạc về Giê-xu. Người ta thấy từ những sách đó toàn thể thời gian mà Giê-xu làm thầy giảng không quá 18 tháng. Và chỉ trong thời gian ngắn đó, những người trên trở thành quen biết với Giê-xu. Họ nói về Giê-xu vào năm 12 tuổi. Ngồi, họ nói thế giữa những bác sĩ Do Thái hỏi và trả lời những câu hỏi của họ. Vì nhiều năm sau họ mới quen biết Giê-xu, rất có thể họ thấy những tin tức đó ở cha mẹ Giê-xu. Từ năm đó 12 tuổi trở đi, người ta không có tin gì về Giê-xu trong khoảng 16 năm. Giê-xu sống thế nào hay làm gì trong thời gian đó không được biết. Rất có thể Giê-xu làm công việc buôn bán với cha. Là một người thợ mộc, không có vẻ gì là Giê-xu được đi học, và rất có thể là Giê-xu không biết viết. Bởi vì cha mẹ Giê-xu rất nghèo, nhưng việc họ không đủ tiền để mua cho Giê-xu một cái giường khi Giê-xu ra đời. Thật là lạ lùng là ba nhân vật mà tên tuổi được thế giới ghi nhận nhiều nhất là xuất thân từ những cha mẹ tối tăm. Môi-se là đứa con bị bỏ rơi, Giê-xu sinh ra trong máng cọ, và Mahomet là người đánh xây lừa. Người thứ nhất là và người thứ ba là những người sáng lập một hệ thống tôn giáo khác. Nhưng Giê-xu không xây dựng một chế độ nào. Giê-xu kêu gọi con người thực hành những đức hạnh, đạo đức và tin vào một Thượng Đế. Nét đặc biệt của con người Giê-xu là bác ái. Cái cách mà Giê-xu bị bắt cho thấy Giê-xu không được nhiều người biết đến vào lúc đó, và cũng chứng tỏ rằng những cuộc họp của Giê-xu với những người theo là hợp kín, và Giê-xu đã bỏ hay ngưng thuyết giảng công khai. Judas không có cách nào khác hơn để phản bội Giê-xu là cho tin tức về nơi ở của Giê-xu và chỉ điểm cho những sĩ quan tới bắt Giê-xu, và lý do phải sử dụng và trả tiền cho Judas để tố cáo Giê-xu chỉ có thể bắt nguồn từ lý do đã nêu ra ở trên, rằng Giê-xu không được nhiều người biết đến và sống lẩn trốn. Ý nghĩa về sự lẩn trốn của Giê-xu không những không thích hợp với tiếng tăm thần thánh của Giê-xu, mà còn bao gồm trong đó một cái gì khiếp nhược, và Giê-xu bị phản bội. Hay nói một cách khác, Giê-xu bị bắt do tin tức của một trong những người đi theo, chứng tỏ rằng Giê-xu không có ý định để cho người ta bắt, và dĩ nhiên Giê-xu không có ý định để cho đóng đinh. Nhà thần thoại Kitô bảo với chúng ta chết để chuộc tội cho thế gian, và Giê-xu sinh ra với dụng ý để chết. Nhưng câu chuyện phải chăng cũng vẫn như thế nếu Giê-xu chết vì cơn sốt, hay vì bị bệnh đậu mùa, hay tuổi già, hay một cách nào khác. Bản án được tuyên bố mà họ bảo dành cho Adam trong trường hợp Adam ăn trái táo không phải anh sẽ bị đóng đinh, nhưng mà là anh chắc chắn phải chết. Bản án tử hình không phải cách chết đóng đinh vì vậy, hay bất cứ một cách chết nào khác không thuộc thành phần bản án cho rằng Adam phải chịu đau đớn. Và dĩ nhiên, theo như chiến thuật của họ, điều đó không dự phần vào bản án mà Giê-xu phải chịu đau khổ thay cho Adam. Một cơn sốt cũng làm cho chết, nhưng thập tự giá và trường hợp nào cũng là chết. Bản án tử hình mà họ bảo chúng ta như vậy dành cho Adam hoặc có nghĩa là chết một cách tự nhiên, nghĩa là chết hết sống, hoặc có cái
nghĩa mà những nhà thần thoại gọi là đày đọa, và hậu quả một cái chết về phần Giêsu chết theo như là hệ thống của họ phải được sử dụng để ngăn ngừa một trong hai điều xảy ra đến cho Adam và cho chúng ta. Nó không ngăn ngừa được sự được cho chúng ta khỏi chết thì đã hiển nhiên, bởi vì tất cả chúng ta đều chết, và nếu chuyện sống lâu của họ là thật thì con người chết mau hơn kể từ khi đóng đinh hơn là trước đó. Và đối với cách giải thích thứ hai, gồm trong đó có cái chết tự nhiên của Giêsu chết như là cách thay thế sự chết vĩnh viễn hay đày đọa toàn thể loài người, cách giải thích này mô tả một cách sắc sược tấn tạo hóa như là tha tội hay thu hồi bản án bằng lời nói giễu cợt hay lý sự cùng với danh từ chết. Người sản xuất ra những lời nói giễu Thánh Phaolô, nếu ông ta viết quyển sách mang tên ông ta, đã giúp việc nói giễu đó bằng cách chế ra một lời nói giễu khác trên danh từ Adam. Ông chế ra hai Adam, một mà người phạm tội và một đau khổ qua trung gian, và người kia phạm tội qua trung gian và thực sự đau khổ, một tôn giáo trùng lặng với lý sự cùng, âm mưu và chế giễu, có khuynh hướng giáo dục những chuyện, những chuyên viên của họ trong thực hành những nghệ thuật đó. Họ tiêm nhiễm thói quen mà không biết nguyên nhân. Nếu Giêsu chết là người như những nhà thần thoại bảo chúng ta như thế, và Giêsu đến thế gian này để chịu đau khổ, đó là danh từ mà đôi khi họ dùng thay chữ chết, thì sự đau khổ độc nhất và sự thực sự mà Giêsu phải chịu chính là phải sống. Sự hiện hữu của Giêsu trên thế gian là trường hợp bị đi đày hay di chuyển từ trời, và cái cách để trở lại với quê hương gốc là chết. Sau cùng, mọi thứ trong cái hệ thống lạ lùng đó là sự đảo ngược điều mà hệ thống đó muốn có, đó là đảo ngược sự thật. Và tôi quá mệt để nghiên cứu kỹ những điều mâu thuẫn và vô lý, nên tôi vội vàng kết thúc việc đó để làm một cái gì tốt hơn. Có bao nhiêu hay phần nào của những quyển sách gọi là Tân Ước được viết bởi những người có tên trong đó là điều mà chúng ta không biết gì. Chúng ta cũng không chắc chắn về thứ ngôn ngữ mà những sách đó được viết. Những vấn đề trong sách đó có thể được xếp hạng dưới hai đầu đề: chuyện ngắn hay thư từ liên lạc. Bốn sách đã được nói đến: Matthew, Mark, Luke và John. Tất cả đều là những chuyện ngắn. Những sách đó kể lại những chuyện sau khi đã xảy ra. Sách kể lại những điều Giêsu nói và làm, và những gì những người khác nói và làm với Giêsu. Và trong nhiều trường hợp họ kể lại một mà chuyện đó khác nhau. Mặc khải đương nhiên là ngoài vấn đề trong những sách đó không phải chỉ vì sự bất đồng của những người viết, nhưng bởi vì mặc khải không thể áp dụng cho việc kể lại những sự việc bởi những người trông thấy những sự việc ấy xảy ra, hay cho việc kể lại hay ghi lại bất cứ cái bình luận hay nói chuyện bởi những người đã nghe thấy quyển sách gọi là Acts, một tác phẩm vô danh có học giả bảo đó là thánh thư của Luke, cũng thuộc về phần chuyện ngắn. Tất cả những phần khác của Tân Ước ngoại trừ sách về những lời bí ẩn gọi là mặc khải là sự sưu tập những thư từ dưới cái tên tông đồ, và việc nghiên tạo các lá thư là việc xảy ra thường xuyên trên thế giới. Cho nên giả thuyết ít ra cũng như sau: hoặc là như thật hoặc là như thư ngụy tạo một việc. Tuy nhiên ít khả nghi hơn đó là từ những chuyện ở trong những sách ấy cùng với sự phụ giúp của một vài chuyện cổ, giáo hội đã thiết lập một hệ thống tôn giáo hoàn toàn trái ngược với bản tính của người mà tôn giáo đó mang tên. Giáo hội đã thiết lập một tôn giáo lộng lẫy để kiếm lời, nhưng ta lại mạo nhận theo gương mặt một người mà đời sống là nhũng nhặn và nghèo khó. Việc sáng chế ra nơi luyện tội và giải thoát những linh hồn bị giam giữ ra khỏi đó bằng cầu nguyện đem lại tiền bạc cho giáo hội, việc bán những sự tha thứ, miễn tội hay xá tội là những luật lệ về lợi tức nhưng không mang tên đó hay có vẻ như thế. Nhưng trường hợp này rõ ràng là những việc đó có gốc rễ từ cực điểm của chuyện đóng đinh và lý thuyết rút ra từ đó. Là một người
có thể thay chỗ cho người khác và có thể làm những việc đáng khen cho người ấy. Giả thuyết như thế là toàn thể lý thuyết hay học thuyết của cái gọi là chuộc tội. Hình như những bậc cha mẹ của đạo Kitô xấu hổ để nói cho con của họ về những nguyên tắc của tôn giáo họ. Thỉnh thoảng họ dạy dỗ con họ về đạo đức và nói cho chúng biết về những cái tốt của cái mà họ gọi là ân trên. Bởi vì thần thoại Kitô có 5 vị thần, đó là Thượng Đế Cha, Thượng Đế Con, Thượng Đế Ma, Ma đây là Maria, Thượng Đế Ân Trên và Bà Thượng Đế Thiên Nhiên. Nhưng chuyện Kitô về Thượng Đế Cha xử tử con mình hay sử dụng người khác để làm công việc ấy, bởi đó là ngôn ngữ rõ ràng của câu chuyện. Không thể để cha mẹ để cho con nít nghe và bảo nó rằng việc xử tử ấy đã được thực thi để làm cho nhân loại hạnh phúc hơn và tốt hơn, thì lại càng làm cho câu chuyện xấu hơn, làm như là nhân loại sẽ tốt hơn bởi tỷ dụ về giết người. Và nói cho nó tất cả những cái đó là bí mật thì chỉ là tìm cách chạy tội cho sự không thể tin được của câu chuyện. Chú thích: những điều đáng ghi nhớ, bất lương không có nghĩa là tin không hay không tin, mà là tuyên bố rằng mình tin cái mà mình không tin. Trang 161. Sự sống lại và lên trời giả thuyết rằng đã xảy ra như sự thật bay lên một quả bóng, hay như mặt trời giữa trưa, thì ít ra tất cả những người ở Jerusalem phải trông thấy và xác nhận. Thay vào đó, một mà số ít người không quá 8 hay 9 được giới thiệu như là trung gian cho toàn thể thế giới để nói rằng họ trông thấy và tất cả thế giới còn lại phải tin như thế. Trang 166-167. Đó chỉ là huyền thoại mà Thomas Paine bảo ông không tin. Kinh Thánh không phải là lời nói Thượng Đế. Trang 174. Toàn thể thời gian mà Giê-xu làm thầy giảng không quá 18 tháng. Trang 177. Robert Sherrow, trong bài phỏng vấn của Paris Match, nhân đề Giê-xu có phải là Kitô không, bảo thời gian đó là 2 năm 6 tháng và 2 ngày. Sau chưa đầy 3 năm làm thầy giảng thì Giê-xu bị bắt ở Jerusalem và bị hành hình trên một thập tự giá La Mã. Không có vẻ gì là Giê-xu được đi học, và rất có thể là Giê-xu không biết viết. Trang 177. Russell Watson, trong bài viết, cũng xác nhận Giê-xu là một người dân quê Do Thái, có lẽ không phải là đứa con đầu lòng trong gia đình và có thể một chữ. Giáo hội đã thiết lập một hệ thống tôn giáo hoàn toàn trái ngược bởi với bản tính của người mà tôn giáo đó mang tên. Giáo hội đã thiết lập một tôn giáo lộng lẫy để kiếm lời, nhưng lại mạo nhận theo gương của một người mà đời sống đã nhũng nhặn và nghèo khó. Trang 181. Anh ta khinh rẻ món quà quý giá nhất mà Thượng Đế ban cho con người, món quà lý trí. Và sau khi đã cố gắng để ép buộc chính mình phải tin vào một chế độ mà lý trí phẫn nộ, anh ta bội bạc gọi đó là lý trí con người, làm như con người có thể đem lại lẽ phải cho chính mình. Trang 184. Giáo hội dạy chúng ta làm toán học mà mới: 3 là 1 và 1 là 3. Trang 185. Giáo hội đã không những loại bỏ việc nghiên cứu khoa học ra khỏi những trường học Kitô mà còn tàn sát nữa. Đã bị kết tội thiêu sống vì đã xác nhận điểm đối diện của đất, hay nói một cách khác rằng đất có hình của một quả cầu, đó có thể được tại tất cả những nơi nào có đất. Sự thật của việc này bây giờ quá rõ rệt để phải nói tới. Thời đại của ngu si bắt đầu với chế độ Kitô. Chế độ Kitô như đã nói chỉ là một loại thần thoại, và thần thoại mà tôn giáo đó thành công là sự bại hoại của một chế độ hữu thần cổ.
Thần thoại Kitô có 5 vị thần, đó là Thượng Đế Cha, Thượng Đế Con, Thượng Đế Ma, Maria, Thượng Đế Ơn Trên và bà Thượng Đế Thiên Nhiên. Trong bài hoan hô Đức Bà Maria, một số rất lớn tín đồ dâng hiến kiến nghị lên giáo hoàng thỉnh cầu ngài ban hành một giáo điều mới tôn vinh Đức Bà lên chức vụ đồng chuộc tội với Chúa Giêsu. Thay vì Thiên Chúa ba ngôi sẽ là Chúa bốn ngôi, với Đức Bà giữ nhiều vai trò khác nhau: con của Chúa Cha, mẹ của Chúa Con và vợ của Chúa Thánh Thần. Rất là ấu trĩ, rất là nhà xàm xí đú. Mong các bạn đón nghe những clip sau.